Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân biểu California kêu gọi phóng thích sư Thích Minh Tuệ. Ngày 2 tháng 7, AFP tiếng Việt cho hay dân biểu California cần phóng thích sư Thích Minh Tuệ nếu ông đang bị giam giữ bất công. AFP đề cập đến việc em trai của sư Thích Minh Tuệ là ông Lê Anh Thịnh đã thay mặt gia đình gửi đơn trình báo đến công an 3 cấp gồm xã Iato, huyện Iarai và tỉnh Gia Lai với đề nghị giúp đỡ việc tìm kiếm nhà sư vào ngày 1 tháng 7 sau khi ông mất tích gần 20 ngày từ ngày 12 tháng 6. AFA cho biết cùng ngày dân biểu Tạ Đức Trí của Hạ viện tiểu bang California gửi thư đến đại sứ Mỹ Mark Napper bày tỏ sự quan ngại về tình trạng của sư Minh Tuệ vốn được cư dân trong và ngoài nước quan tâm vài tháng trở lại đây. Hình ảnh bài trên AFA. Dân biểu Tạ Đức Trí nhắc lại việc ông đã gửi thư cho Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 6 liên quan đến những lo ngại về tự do tôn giáo ở Việt Nam sau khi đoàn của sư Thích Minh Tuệ và hơn 70 khất sĩ bị công an bố ráp trong đêm và đưa về các địa phương. AFA dẫn bức thư mà vị dân biểu viết bằng tiếng Anh. Thật không may, kể từ khi tôi viết bức thư đó, tình hình của Thích Minh Tuệ trở nên xấu đi và mối quan tâm của tôi đối với tình trạng của ông ngày càng tăng lên đáng kể. Theo AFA, trong bức thư được đăng tải lên Facebook cá nhân, vị dân biểu không tin tưởng vào khả năng các quan chức chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra những tuyên bố trung thực về tình trạng của sư Minh Tuệ hoặc việc ông ấy đồng ý không xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài. Tôi hy vọng ngài sẽ sát cánh cùng tôi vì tự do tôn giáo như một quyền cơ bản của con người và ngay lập tức kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tôn giáo đối với Thích Minh Tuệ và trả tự do cho ông nếu trên thực tế ông đang bị giam giữ bất công. Hoa Kỳ phải tiếp tục thúc đẩy vấn đề này bằng mọi cơ hội có được với chính phủ Việt Nam, vị dân biểu viết. AFA dẫn đơn trình báo của gia đình cho biết sư Thích Minh Tuệ đã thông báo với người thân vào ngày 12 tháng 6 rời cốc theo yêu cầu của một người nào đó trong thời gian từ 5 đến 7 ngày, rồi sẽ quay lại tiếp tục tu tập theo lời Phật dạy, khi nơi tu tập của ông bị nhiều người dân đến đảnh lễ gây mất trật tự an ninh. Tuy nhiên, cho đến ngày 1 tháng 7, vị khất sĩ vẫn chưa trở về và gia đình hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng tinh thần và sức khỏe của ông. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ. AFA dẫn ý kiến của một cư sĩ Phật giáo ở Sài Gòn cho hay, cơ quan chức năng đã buộc các khất sĩ viết đơn cam kết tự nguyện không bộ hành, không khất thực, không mặc y phấn tảo và không để cho hình ảnh của mình phát tán lên mạng xã hội, mặc dù Hiến pháp và Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định công dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Cư sĩ Hòa cho rằng, hiện nay bên anh Thịnh và gia đình mới làm đơn, chúng ta phải chờ xem cách chính quyền phản ứng với câu chuyện này như thế nào, nhưng mọi chuyện có vẻ đang khá phức tạp. Vì thầy Thích Minh Tuệ, thế danh là Lê Anh Tú, đã có căn cước công dân. Chính quyền địa phương phải bảo đảm cho thầy tất cả các quyền công dân ghi trong hiến pháp. Vì thầy Thích Minh Tuệ đã nói là thầy xả ly và chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình như nhân quả. Thầy từng dạy cuộc sống vô thường, sống chết không rõ nên phải tu tập ngay. Họ cho thầy sống ngày nào thì thầy tu ngày đó. AFA cũng dẫn quan điểm của một nhà hoạt động ở Hà Nội cho rằng công an tỉnh Gia Lai phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn cho công dân Lê Anh Tú. Tôi không cho rằng mối nguy cho sư Thích Minh Tuệ đến từ phía chính quyền, mà có thể lại đến từ những kẻ đang lợi dụng tu hành để kiếm lợi, từ việc cúng dường của dân chúng. Vì sự khổ hạnh của ông khiến cho dân chúng tỉnh ngộ và không còn đến các chùa nặng tính thương mại như bao lâu nay nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Dân biểu California kêu gọi phóng thích sư Thích Minh Tuệ. Đại học Luật Hà Nội cúng dường bằng tiến sĩ cho sư Thích Chân Quang. Ngày 1 tháng 7, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Gió Bấc với tựa đề Bằng tiến sĩ của sư Thích Chân Quang, siêu tốc, nặng mùi hương khói cúng dường. Tác giả đề cập đến những thắc mắc xung quanh bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả nêu một số thắc mắc về quy trình như tại sao ông Chân Quang phải học Đại học Luật Hà Nội, tại chi nhánh liên kết với trường cao đẳng Bách Việt ở Sài Gòn. Luật sư Trần Vũ Hải thắc mắc về tính pháp lý của cơ sở đào tạo này. Tác giả dẫn phó giáo sư Nguyễn Tiến Trung, giảng viên tại một trường đại học ở Sài Gòn, cho biết thời gian để hoàn thành bậc tiến sĩ tiêu chuẩn là 3-4 năm. Làm sao ông Thích Chân Quang có thể hoàn thành trong vòng 25 tháng? Chưa kể, một cử nhân loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ phải học bổ sung từ 4 tới 8 môn và các nghiên cứu sinh cần tới gần 1 năm để hoàn thành. Theo tác giả, không chỉ quá trình mà nội dung luận văn của tiến sĩ càng gây thêm phẫn nộ trong giới học thuật. Tác giả dẫn đánh giá của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng đề tài luận văn Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam của Vương Tấn Việt là rất bất hợp lý, thiếu cơ sở lý thuyết và thực tiễn, đi ngược lại với pháp luật quốc tế. Đồng quan điểm, tác giả dẫn Facebook của Phó Giáo sư tiến sĩ Ngô Huy Cương, giảng viên khoa luật của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội với status khá gay gắt chỉ trích luận án này. Hình ảnh sư Thích Chân Quang. Tiến sĩ Cương dẫn một đoạn trong luận văn của Vương Tấn Việt. Tóm lại, quyền con người do chính nghĩa vụ con người quyết định. Có chăng, nhà nước chịu trách nhiệm tạo cơ hội cho con người được thực thi nghĩa vụ, nghĩa là không để cho ai trở thành vô dụng, và nhà nước cũng chịu trách nhiệm cung cấp quyền con người một cách công bằng, tương xứng. Tiến sĩ Cương phân tích, quan điểm này đi ngược lại với tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 và Điều 19 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Ông kết luận, vậy có phải Thích Chân Quang và Trường Đại học Luật Hà Nội không thừa nhận tự do và nhân phẩm của con người, nền tảng của quyền con người mà đã được tuyên bố trong tuyên ngôn về quyền con người đã dẫn ở trên, bác bỏ pháp luật quốc tế về quyền con người và không thừa nhận Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam? Nếu đúng như vậy thì có thể kết luận là phản động thực sự được không? Bên cạnh đó, tác giả cho biết cộng đồng mạng đã phát hiện nhiều điều bất thường trong quá trình nghiên cứu và bảo vệ luận án của Vương Tấn Việt. Hình ảnh Trường Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể, Facebook Thiền Tôn Phật Quang đã đưa sự kiện ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại Bảo tàng Hàng không Hà Nội. Thượng tọa Thích Chân Quang đã tổ chức buổi lễ tri ân thầy cô giáo với sự tham gia của hơn 50 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến từ một số trường đại học ở Hà Nội, cùng với gần 1.000 Phật tử. Điều bất bình thường là hình ảnh một số thầy cô giáo quỳ đảnh lễ và dâng cúng dường cho học trò là Thượng tọa Thích Chân Quang. Tác giả cũng cho biết, luật gia Trần Đình Thu phát hiện trong video ghi hình lễ bảo vệ luận án tại Trường Đại học Luật, trong phần trình bày của tiến sĩ Trần Kim Liễu, một trong hai người hướng dẫn khoa học cho ông Vương Tấn Việt, thay vì kính thưa hội đồng, tiến sĩ Liễu lại cung kính, cúi đầu và kính thưa sư phụ. Hóa ra, lễ bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã trở thành lễ vinh danh, cúng dường bằng tiến sĩ cho Thượng tọa Thích Chân Quang. Tác giả tiếp tục cho biết, tác giả Khánh Duy trên báo Tiếng Dân phát hiện Vương Tấn Việt không phải là tác giả của luận án. Theo đó, 6 file tài liệu trong luận án đều không phải của ông Vương Tấn Việt, mà một trong số đó là của tác giả Kim Liễu, có khả năng chính là người hướng dẫn cho ông Việt. Tất cả các thông tin của Khánh Duy đều có hình ảnh minh họa và link liên kết nguồn. Tác giả kết luận như vậy có quá nhiều dấu hiệu cho thấy bằng tiến sĩ của Vương Tấn Việt nặng mùi hương khói cúng dường. Tác giả dẫn lời than của nhà báo Tâm Chánh, nguyên tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị viết trên Facebook. Chuyện không còn là của một gã thầy tu háo danh mà đã thành chuyện nhân cách, tư cách của nhà khoa học, của người thầy, của bậc trí giả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Đại học Luật Hà Nội cúng dường bằng tiến sĩ cho sư Thích Chân Quang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d.